Sáng 1 tháng 12, TC Motor công bố giá bán niêm yết Hyundai Accent 2021 tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, xe có 4 phiên bản, giá bán dao động từ 426,1 triệu đồng đến 542,1 triệu đồng. Hyundai Accent cạnh tranh ở phân khúc sedan hạng B, đối thủ trực tiếp của Toyota Vios, Honda City, Kia Sonuto, Nissan Sunny và Suzuki Seat. Trong 10 tháng đầu năm 2020, Accent đạt mức tiêu thụ 15.008 xe bán ra thị trường. Hyundai Accent 2021 là bản nâng cấp giữa vòng đời facelift. Vì thế, những nâng cấp tập trung vào việc trau chuốt ngoại hình, bổ sung tính năng. Cả 4 phiên bản đang bán trên thị trường vẫn sử dụng động cơ cũ, loại capa 1.4 lít cho công suất 100 mã lực và moment xoắn 132 Nm kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Hyundai Accent 1.4MT tiêu chuẩn. Giống như các lần ra mắt thế hệ thứ 5 vào năm 2018, TC Motor không cung cấp thông tin cụ thể của phiên bản 1.4MT tiêu chuẩn. Thông thường, đây là phiên bản dành cho cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh vận tải, nên thiếu nhiều trang bị, tính năng nhằm tối ưu tính kinh tế. Hyundai Accent 1.4MT. Với giá bán 472,1 triệu đồng, phiên bản Accent 1.4MT sở hữu ngoại hình không quá khác biệt so với hai phiên bản cao cấp hơn là 1.4AT và 1.4AT đặc biệt. Xe có đèn bi halogen, đèn định vị LED, cảm biến đèn tự động, đèn hỗ trợ vào cua, gương chiếu hậu chỉnh điện, sấy gương và cụm đèn hậu dạng LED. Mâm xe kích thước 15 inch, tông màu bạc. Dù là bản thấp, nhưng nội thất bên trong vẫn ấn tượng với màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, cùng dàn âm thanh 6 loa. Cụm đồng hồ tích hợp màn hình TFT 4,2 inch, ghế bọc nỉ, cảm biến gạt mưa và ngăn làm mát. Xe sử dụng điều hòa chỉnh cơ và có cửa gió điều hòa riêng cho hàng ghế sau. Công nghệ an toàn bao gồm ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, ổn định chống trượt thân xe, camera lùi, cảm biến lùi và hệ thống hai túi khí. Giống như tên gọi, phiên bản này trang bị hộp số sàn 6 cấp, không thuận tiện khi lái xe trong đô thị hoặc giờ cao điểm. Nhìn chung, Hyundai Accent 1.4MT phù hợp với cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải, đặc biệt là giới chạy taxi công nghệ, vừa đáp ứng mục đích kiếm tiền, vừa phục vụ gia đình, người thân. Hyundai Accent 1.4AT. Với mức chênh 29 triệu đồng, trang bị đáng đồng tiền nhất ở phiên bản 1.4AT là hộp số tự động 6 cấp, giúp việc lái xe nhàn hạ hơn cả với nam giới và nữ giới. Nhiều khả năng, phiên bản này sẽ tiếp tục bán chạy nhất của dòng xe Accent tại thị trường Việt Nam. Ngoài hộp số, Hyundai Accent 1.4AT còn được nhận thêm trang bị khởi động nút bấm, khởi động từ xa bằng chìa khóa. Hyundai Accent 1.4AT đặc biệt. Có mức giá cao nhất 542,1 triệu đồng, phiên bản Hyundai Accent 1.4 đặc biệt khác biệt đáng kể, với nhiều trang bị mang tính thẩm mỹ và hưởng thụ. Điểm dễ nhận thấy nhất là bộ mâm 16 inch dạng 5 chấu màu xám bắt mắt hơn. Bên trong khoang nội thất được bổ sung cửa sổ trời, ga tự động Cruise Control và điều hòa tự động. Ghế ngồi sử dụng vật liệu da công nghiệp là trang bị đáng chú ý, bởi Việt Nam có nền nhiệt độ cao nên không phù hợp với vật liệu nỉ vốn dễ bắt mồ hôi và nóng bức khi ngồi. Ngoài ra, phiên bản này còn trang bị gương chiếu hậu chống chói và hệ thống 6 túi khí. Hyundai Accent 1.4AT đặc biệt phù hợp với khách hàng cá nhân mua xe phục vụ gia đình, công việc và thường xuyên phải đi xa.